đứng thế à? Hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Việt Vũ của tôi. Vừa là bắt chiếc cái thằng dẫn chuyện ở đầu của cái Cyberpunk. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục Cyberpunk. Tôi game này bây giờ tôi sẽ không livestream nữa. Ở tập trước ấy thì chúng ta đã đến và dự lễ tang của Jacky. Ở lễ tang này thì chúng ta có vẻ như là đã thuyết phục được bà mẹ chấp nhận cho cái sự hiện diện của cái em Misty này ở đây. Bà mẹ của Jacky thì không thích em Misty mà thích một em gái khác cơ. Cho nên là Misty không dám đến, nhưng mà tôi đã thuyết phục được Misty đến. Uống vì Jacky đấy, uống cốc thứ ba rồi đấy. Amen, brother. Amen, brother. Thằng này tử lượng cũng được ấy chứ, uống 3-4 chén tequila rồi mà không vấn đề gì. Ở đấy, mẹ vừa nói xong bây giờ bắt đầu nó mới thấy lảo đảo này. Bây giờ đi gặp lão Tekimura. Đây là xe của tôi à? Đâu, thực ra đây là xe của tôi. Tôi thấy ở cái vụ tai nạn ấy. Nên là tôi, nói chung là tôi lái xe chuẩn chỉ lắm. Ok. Thực ra là nó cũng chả mượt hơn tí nào đâu anh em ạ. Ra ngoài này mới thấy là nó chỉ thế thôi. What did you just do? Tao vừa đâm mày đấy, có đi không thì đứng giữa ngã tư thế à? Húc cho lòi ruột ra giờ. Anh em thấy quả thế nào? Lụa không? Ok. Lụa quá mượt. Chết mẹ, đi nhầm đường. Bình tĩnh làm gì mà đường còn bị hỏng, còn bị kiểu chớp chớp chớp. Nó có hai cái lựa chọn bây giờ. Một là đi tìm cái thằng kỹ sư mà đã thiết kế ra cái con chip này. Hai là đi tìm em Evelyn Parker. Được rồi, tôi đi tìm gái thôi. Người phụ nữ đây sẽ không giúp cậu đâu. Nếu như tôi là cậu thì tôi sẽ đi tìm, à tôi sẽ theo cái kế hoạch B, tức là đi tìm cái lão kỹ sư ấy. Đéo cho mình hai lựa chọn, xong cuối cùng bây giờ lại ép mình phải lựa chọn một. Lão kia đang trốn ở một cái nơi gọi là Afterlife, nhưng mà cái thằng này có vẻ là mâu thuẫn với lại bà chủ ở đấy, không được vào. Giờ chắc là nó cần mình phải vào đấy. Nếu như mà có phép màu nào đấy mà cậu tìm được Hellman thì hãy nói với tôi. Thằng này nó bảo là em Bro ấy, cái em mà đi cùng với nó ở trong cái vụ khủng bố trước đấy vẫn còn sống. Bây giờ phải đi tìm Bro. Con Judy optional. Judy là ai? Vi? Anh ấy à? Tôi tưởng anh tèo rồi. Cô không phải là người duy nhất nghĩ tôi đã chết đâu. Cô nghe về vụ cướp à? Vụ trộm mà. Cô nói chuyện với Evelyn rồi à? Chả cần đâu, tại vì cả cái thành phố này biết về chuyện đấy rồi. Tôi muốn nói chuyện với Evelyn. Cô biết cô ấy ở đâu à? Tôi vừa nói gì? Bỏ nó đi. Tôi không nói chuyện lại đâu. Cảm ơn đi. Đấy là cái hy vọng duy nhất của tôi. Tất cả mọi thứ tôi còn lại, tôi cần tìm cô ta. Làm ơn hãy gặp tôi, ok? Bây giờ tôi cần phải nói chuyện với thanh niên tên là Barry. Anh biết Barry không? Biết một chút. Nó nói là thằng kia sau khi bạn chết, cái thằng mà ở trong nhà, sau khi bạn chết thì hình như là gặp vấn đề. Và bọn này nó sợ thằng đấy sẽ làm điều gì dại dột. Rồi ok, để tôi kiểm tra xem cậu ta như thế nào. Cái game này, cái hệ thống cảnh sát của nó phò phạch vãi cả đái ra ấy. Nhớ hiểu sao làm cho có. Cảnh sát thì đứng đầy đường, nhưng mà cái hành động của bọn cảnh sát nó rất là ngu. Đây, cái gì vậy? Thằng kia nó vừa đâm. Barry. Am I remembering that right? Nếu như tôi nhớ không nhầm. Ai vậy? Vì đây, tôi sống ở trên tầng trên, nhớ tôi không? Đã từng nói chuyện về lái xe. Chúng ta đã từng nói về cái ống xả của cái hãng gì đấy. Tôi không nhớ có cái chuyện gì như thế xảy ra cả. Tôi nhớ rồi, anh muốn gì?
muốn nói chuyện với anh thôi. Tôi biết anh cần gì bây giờ. Tôi không thể quay lại thời gian cho anh, nhưng mà tôi có thể ngồi cạnh anh và nói chuyện. Tính nào chúng ta chỉ biết một chút về nhau thôi. Có ai gửi anh đến đây à? Có một cái lựa chọn là bạn của anh bảo là tôi ghé qua và hỏi thăm anh xem như nào. Hai là anh cần phải ra kia và sống một chút đi. Thì tôi nghĩ là nếu mình nói như này mình sẽ bị lộ ra ngay. Tại vì là mình chắc gì mình đã biết thằng bạn nào của thằng này đúng không? Nó hỏi sâu thêm một tí là mình lộ ra ngay. Thôi hãy ra ngoài và sống một chút đi. Uống vài cốc với bạn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đừng có tự kỷ như thế. Có thể là tôi không muốn xử lý bất cứ chuyện gì. Sao anh? Nhìn em kinh vậy. Ờ, được thôi. Vào đi. Anh... có vẻ như anh cũng chả giải quyết được cái vấn đề, thay đổi được cái vấn đề gì đâu. Nó cho mình vào là tốt rồi. Mẹ thanh niên này sống ngu rồi, sống bẩn thế. Căn hộ của nó thì cũng giống như của mình ấy, có cái tranh đẹp đấy chứ. Good. Từ từ tôi đi quanh nhà thanh niên này xem nào. Được rồi, F5 phát, nói chuyện với thanh niên này xem nào. I lost someone close to me too. Tôi cũng mất người bạn thân thiết của mình. Anh nói là cũng là sao? Đây là về Andrew. Người bạn thân nhất mà tôi có. Tôi biết anh ấy cả cuộc đời này. Tức là bạn của thanh niên này là một cảnh sát rất là tốt đấy. Lúc nào cũng nhúng mũi vào những chuyện nguy hiểm để bảo vệ kiểu trẻ con với lại các thứ. Làm sao mà Andrew lại hy sinh? Không quan trọng. Chết vì già ở cái Night City này. À, hóa ra là cái lão Andrew đấy rất là già rồi, chỉ trẻ hơn bà của thằng này vài tuổi thôi và chết vì già chứ không phải là hy sinh vì chiến đấu hay vì trộm cướp gì cả. Vậy thì Andrew giống như là ông của anh hả? Ông ta gợi nhớ cho tôi về ông của tôi. Nói chung là mình thuyết phục được thanh niên này bình tĩnh lại rồi. Tức là thanh niên này có một cái người ông, một người ông thân thiết đã chết vì tuổi già, nên là thanh niên này rất là tuyệt vọng, nghĩ đến cái chết. Bây giờ mình vào mình nói chuyện thuyết phục được thanh niên này rồi. À, bây giờ trước khi mình nói chuyện với lại bọn cảnh sát, nó còn có một cái optional gì là đi tìm cái Nick đéo hiểu Nick là cái gì, tiếng Anh tôi hơi cùi. Game của CD Projekt Red thì những cái nhiệm vụ phụ nó cũng có những cái rất là hay. Có rất nhiều nhiệm vụ phụ nó còn để lại cảm xúc hơn là một số nhiệm vụ chính. Thế thành ra là tôi sẽ làm những cái nhiệm vụ phụ để anh em có thể trải nghiệm được cái tựa game này tốt hơn. Mặc dù là đây là một cái quyết định rất là sai lầm của CD Projekt Red khi mà họ cho cái game này nó ra mắt khi mà nó chưa sẵn sàng. Chúng ta có thể thấy là họ đã mất cả gần chục năm để họ gây dựng tên tuổi của mình. Một cái nhà phát triển mà có tâm rồi vì game thủ rồi ABCZ, nhưng mà tất cả đít. Mẹ gì vậy? Bị gái nó hốc ạ. Cút đi. Đang sang đường lái xe ngu vậy. Mình đã sang đường một cách rất là nhanh nhẹn đấy rồi mà nó còn đâm được vào mình. Cái trò này bọn NPC nó lái xe nó không quan tâm người đi bộ đâu anh em ạ. Ví dụ như anh em chơi GTA ấy, mà anh em chạy băng qua đường, mấy thằng lái xe nó thấy là nó sẽ dừng lại, nó phanh lại xong rồi nó chửi mình. Nhưng mà cái trò này là nó húc luôn, không cần quan tâm luôn. Mà bây giờ tôi đang không hiểu là xe ô tô của tôi bị hỏng ấy. Làm xong nhiệm vụ kia tưởng được ô tô mà cuối cùng là không có cái ô tô nào. CD Projekt Red họ mất rất nhiều thời gian để gây dựng cái tên tuổi của mình. Xong rồi bây giờ cuối cùng là họ chứng minh được rằng là họ cũng không khác những thằng khác là mấy. Đầu tiên là chúng ta tưởng họ ở mức này nhưng thực ra họ chỉ ở mức này thôi. Có thể là bây giờ EA với lại Activision Blizzard với lại Bethesda các kiểu đang vẫy tay và chào mừng về với team của chúng tôi đấy. Anh giả vờ đã đủ rồi thì bây giờ hãy quay về với chúng tôi, nó đỡ mệt. Giả vờ làm gì nữa cho nó mệt. Hay là cướp cái xe này đi cho nhanh nhỉ? Anh ơi mượn xe. Anh ơi mượn xe. Không hiểu sao
Giờ phải đi bộ. Một cái game thế giới hiện đại này mình phải đi bộ. Đứng lại, mượn cái xe nào. Ui đi, mẹ. Con này nó không tránh thôi anh em ạ. Tôi định lừa lừa, tôi mở cửa xe kéo thằng kia ra nhưng mà không được. Ra ngoài. Sorry sorry. Em gái. Vội vàng nhảy ra ngoài theo. Andrew này có vẻ người đéo đâu. Andrew là một con rùa mà. You serious? Đây là nó viết này. Tuy là ông là một con rùa nhưng mà ông đã lắng nghe giống như một con người vậy. Ông đã cùng với tôi khi mà bà của tôi giải thích cho tôi là điều gì là đúng trong cuộc sống này. Ông là ký ức cuối cùng của sự tốt đẹp của thế giới này. Hãy yên nghỉ đi. Hóa ra là Barry, à Andrew là một con rùa. Thanh niên Barry kia là... Tôi tưởng là người thân là ông là gì. Hóa ra là một con rùa, vãi trưởng ạ. Tự nhiên mình thấy có chữ to toi ở đấy. Đang bảo là cái quái gì mà có to toi xong nói chuyện với thằng Silverhand. Đi đứng thế à? Lấn cả làn người ta kìa. Anh em nhìn nó lấn làn kìa. Đè qua vạch vàng. Nếu mà anh em chưa biết về luật giao thông ấy, đi đường mà anh em thấy vạch vàng kẻ ấy, cái vạch vàng ở giữa này thì tức là đấy là đường hai chiều, sẽ chiều ngược lại sẽ có xe đi. Còn nếu nó là vạch trắng ấy thì nó là đường một chiều, chia làn cho đường một chiều. Đít mẹ. Chém gió với anh em, cái chỗ này nó lại thành đường hai chiều mất rồi. Cái bọn Night City thì chả hiểu gì về. Đây một bên chả hiểu gì về về luật giao thông. Kẻ cái vạch. Phục sư bọn này. Đi kiểu gì đây? Mẹ dừng xe giữa đường thế à? Sorry sorry sorry. Sorry sorry. So sorry. So. Dừng quá đúng luật luôn. Giờ nói chuyện bọn cảnh. Ô. Oh my god. Wow. Cái hãng này là hãng gì đây? Thức ăn chó à? Hay đái cái game này. Wet Dream này. Thấy quảng cáo toàn những cái sản phẩm liên quan đến sexual. Game này cứ túc tắc mà chơi đây anh em ạ. Không việc gì phải rush cả. Cứ túc tắc mà thưởng thức xong rồi. Ui, mông hơi ấy nhá. Hơi chảy nhá. Xong rồi tay em này bị làm sao này. Mặt thì cũng trẻ cũng được. Mặt thì cũng trẻ cũng được. Nhạc nhạc. Tí nôn. Thế mà đéo hiểu sao tôi lại tưởng là thanh niên Barry kia, à Andrew kia là cảnh sát. Đéo hiểu tôi đọc kiểu gì mà ra là cảnh sát ạ. Barry đã nói gì với anh về cái người bạn đã mất của mình? Không nhiều lắm. À, gần như là không nói gì. Đó là người duy nhất có thể hiểu cậu ta.
nó lừa đấy. Mình có nên nói thật ra đấy là con rùa của thanh niên Barry không nhỉ? Hay là mình nói là cái sự tuyệt vọng của Barry? Nếu mình nói ra bọn cảnh sát nó sẽ không quan tâm nữa đúng không? Nó sẽ không quan tâm đến cái thanh niên Barry kia nữa. Nó sẽ cho là một con rùa chết mà làm trò như thế. Nó sẽ không quan tâm thì có thể nó không theo dõi nữa. Và thanh niên Barry sẽ làm điều dại dột đúng không? À, tôi cứ nói là thanh niên Barry rất là tuyệt vọng. Anh không cố để hiểu cậu ta thì cậu ta sẽ không tâm sự với anh đâu. Kiểu thế. Đấy. Nó bảo là chúng tôi sẽ kiểm tra lại cậu ấy sau ấy. Thấy chưa? Nếu như mà tôi mà không nói như thế mà tôi nói đấy là con rùa là bọn này nó sẽ không quan tâm đến thanh niên Barry nữa đâu. Tôi đảm bảo luôn. Và có thể là thanh niên Barry kia là sẽ tự sát ấy. Đấy, bây giờ cái nhiệm vụ này lại sau vài giờ nữa nói chuyện lại với Barry này. Rồi tôi về nhà tôi ngủ phát anh em ạ. Đang ở gần nhà mà. Tôi về nhà tôi ngủ phát xong rồi chúng ta sẽ xuống nói chuyện với thanh niên Barry để cho nó xong cái nhiệm vụ ấy đi. Tưng 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 tưng. Nhưng mà cái nằm như thế này mà ngủ được thì tôi cũng thấy tài đấy. Quần áo thì mặc nguyên, giày còn đeo ở chân kìa. Ô, thực ra là cái nhà của mình view đẹp phết đấy chứ. Này, view khá đẹp đấy chứ. Rồi, đi gặp thanh niên Barry xem nào. Thanh niên ấy ở ngay. Sao đây? Fucking asshole! I'm sorry, okay? Sao vậy? Mendez, it's too late. He can't hear you. Your genes were fine, Barry. You were the strongest son of a bitch I knew. I'm so sorry, Barry. What the hell? I'm sorry. Get out of here. Out of my. The fuck? One, two, back it up. Now get out. Slow and steady. No, God, please, no, no, no. Đéo, tôi đéo chấp nhận. Tại sao nó lại tự sát? Tôi phải kiểm tra xem là tôi nói là cái Andrew là con rùa thì thằng kia nó có tự sát nữa không? Sao lại vô lý thế nhỉ? Anh ơi, em phát hiện là Andrew là con rùa anh ạ. Anh lốt tích chờ nhanh lên hộ em cái. Tôi đã thăm mộ của. So much so in fact that you prefer to talk to a tortoise instead of you two. That's supposed to be funny. The complete opposite. It's sad as hell. Barry didn't handle Badge's life too well. He made fun of him. So he stopped sharing things. And apart from you guys, all he had was a tortoise. His best friend. A memento of his grandma. Till he died, that is. Fuck. I don't fucking believe this. You're bullshitting me. You want proof? Niche in the columbarium speaks for itself. Why would he lie to us, though? He talked about the tortoise like it was a normal person. I just think Mendez would react if Barry admitted that he was talking to animals. Jesus, Barry. I thought he was being a drama queen, but he'd get over it. I gotta go and talk to him. About time. Thanks for your help. This is for your trouble. I already told you. You ain't got a warrant, you ain't coming in. Damn it, Barry. Can't we just talk? Petrova told me your last case was a real ball buster. Boss told you to keep your lips sealed, huh?
Had a similar situation once, you know? Fucking child killer. Dirtbag was on the petrochem board. So it was out of our hands. I remember it to this day. A little kid's t-shirt. Green, with this funny yellow cat. Get in. Mẹ. Đéo mẹ, nếu mà tôi nói về con rùa anh em ạ. Tôi nói về con rùa, tôi bảo nó là con rùa thay vì nói chuyện với hai đứa đấy coi là bạn thân mà nó không nói chuyện, mà nó nói chuyện với con rùa ấy, thì chứng tỏ là nó đã quá là buồn thảm rồi. Tại vì là khi mà nói chuyện tâm sự thì bọn kia thay vì thông cảm ấy, sẻ chia thì nó lại kiểu lấy ra làm trò đùa cười cợt ấy. Thế thành ra thằng này nó lại càng buồn. Là tôi nói chuyện thì bọn này nó nhận ra là nó đã không quan tâm thằng Barry kia như nào, xong rồi nó quyết định là vào nói chuyện luôn thì thằng kia nó sẽ không tự sát nữa. Mẹ đợi đến sáng là thằng kia nó tự sát ạ. Bó tay con gay. Khổ thân. Thôi được rồi, coi như là cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ mà tôi sai lầm, nên là tôi sẽ reload lại để tôi làm cho đúng. Tại vì là nó cho mình ra thăm cái mộ để lấy cái thông tin ấy về nói chuyện, nên nó không phải là ngẫu nhiên nó cho mình cái đấy. Không, cái việc mình chạy xa tít mù tắp để lấy cái thông tin về con rùa, xong cuối cùng mình lại không dùng cái thông tin đấy, thì cái việc chạy lấy thông tin từ chỗ cái mộ ấy nó quá là vớ vẩn. Đấy rồi, tôi rút kinh nghiệm lần này như thế thôi. Lần sau tôi sẽ không kiểu xếp lốt kiểu như này nữa. Chấp nhận với những gì mình gây ra. À, bây giờ đi gặp Judy thôi. Hắn có thể tin được không? Thằng này nó bảo mình đến gặp thằng bạn kia và kể cho nó những gì mình đã gặp. Mình vừa hỏi thằng đấy có đáng tin không? Đây, chúng ta sẽ gặp ở đâu? Bọn kia có cái xe ngon quá, tôi đang định chôm. Tôi đang định chôm mà nó rút đồ nghề ra luôn. Chúng mày mù rồi con ạ. Quăng lựu à. Đó, cứ một thằng lên một. Gặp anh. Ui giời, cận chiến với anh là cô sai rồi. Đi. Chết rồi, ấn nhầm. Cái trò này di chuyển bây giờ mình còn chưa tăng được skill di chuyển đấy. Kitty cái cục cứt. Kitty đi bố mày à. Yeah, mày tê. Cứ đợt sai. Bắn này. Mọi người đi. Mọi chuyện đã được tôi giải quyết. Lấy quả này đi. Tôi chưa thử lái. Ấy là trông mình này. Hóa ra là cưỡi xe máy là mình có thể được nhìn cái hình dáng của mình. Này đã đến nơi rồi này. Băng qua đường phát đến nơi luôn, mất công. Rồi. Ok. Stop telling every joy toy you meet to come here. The hell I'm supposed to do with them all? You so concerned about strays? Go take care of your guest. Sus. We're not done here. Oh yeah, we fucking are. Bà này là bà chủ à? Chào em. You just don't give up, do you? Xinh phết. Xinh thế. Xinh quá. Rồi. À, hẹn gặp lại em nhá. Anh sẽ cố sống để quay về đây. You
Hãy cố gắng sống mà về Lào, về Lào, về Lào, về Lào. Bây giờ đi đến một tòa mega building gì đấy. Ai dạ, cạ đầu xe tải mới kinh chứ. Kiss the rip, xe phân khối lớn. Tôi vừa nhìn thấy cái gì này, tôi đang nhìn thấy cái gì này. Dây đích. Ui. Rắn chui hang à? Rắn chui vào hang à? Wide open, mở rộng nữa chứ. Vãi cả đái. Ui giời. Not to worry. Chết. I'm okay. Này, lái xe rất vớ vẩn nhá. Không có thằng nào lái xe đúng luật. Đỗ xe gọn gọn là không chúng nó ăn trộm xe của mình mất. Ở dưới đây đang có vụ gì đây? Vừa tôi thấy có vụ gì đây mà. À mấy anh cảnh à? Mấy anh cảnh đã mất cướp à? Em xin lỗi anh, không làm phiền anh. Ồ, đây là đâu mà hay thế này? Không đến đây thì còn đến đâu nữa? Thanh niên kia vớ vẩn. Lớp thôi. Ây da, sao không có ai vậy? Đây là như kiểu là nhà nghỉ ấy nhỉ? Welcome to Clouds. Xin mời đến Crown. What you're looking for. Would you care to jack into the terminal? Tôi tìm Evelyn Parker. Cô ấy làm đây à? Em này nhìn xinh chứ. Give me a moment. Nhưng mà nó vừa nhìn mình với một cái ánh mắt khá là Evelyn's not available at this time. Lúc này Evelyn không available. Tôi cần gặp cô ấy. Trust me, it will choose a doll that will thrill you. Our dolls can change their hair and eye color. Don, tức là kiểu là gái gọi ấy. Em Evelyn kia là gái gọi ở đây ạ. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi. Please, no need for concern. Your doll will talk to you about anything you wish. Jack it. Nó bảo là mình vào mà thấy có vấn đề thì có thể ngắt. Samurai đi. Samurai. Mình chơi katana mà, mình phải là samurai chứ. And save. Bear with me a moment. Scanning your personal profile. You should see compatible dolls in just a second. Bây giờ mình chọn đấy à? Sky kìa, em Sky kìa, nhìn được kìa, em Divine nhìn được kìa. Vãi cứt, Angel là một thằng đực dựa. Bây giờ mình có thể đi tắm trước, xong em Sky sẽ đợi mình ở cái buồng số 9. Mình phải cất vũ khí vào đây ạ. 18 cộng, trong đây 18 cộng anh em ạ. Em kia đợi mình ở buồng số 9 nhưng mà mình có thể đi tắm trước đúng không? Ở đây riêng tư phết đấy chứ. Guess that makes you... Hi, anh chào em. I'm Sky. Xin chào em là Sky. You must be Vincent. Anh là Vincent. Không, anh là Việt. Just V. You're dying. Vậy V, anh đang chết à? Sao em biết anh đang chết? Deep inside. Ở sâu thẳm bên trong. Anh sợ điều đó. So what if I do? Why do you care? Nếu mà đấy là sự thật thì em quan tâm làm gì? The loudest is that calling for help. Anh đang tìm một người named Evelyn Parker. Tên là Evelyn Parker. Đã từng làm ở đây. Em biết cô ấy không? Em biết cô ấy ở đâu không? Anh cần câu trả lời à? Just not the ones you think you need. Asked you a simple question. Evelyn Parker. Not the most important thing you're looking for, is she? I can smell your fear. Evelyn không phải là cái thứ quan trọng nhất anh tìm đúng không? Em ngửi thấy mùi sợ hãi của anh. Anh còn sợ một cái điều gì khác nữa cơ. Silent. Em có thể nói cho anh Evelyn ở đâu không? Don't have time for a debate. Anh không có thời gian để tranh luận đâu. When was Evelyn last here? Tại sao mà quản lý của em nói em cô ấy không làm ở đây nữa? Evelyn had her own story before it collided with yours. Evelyn có câu chuyện riêng trước khi mà gặp anh. You always get. Em biết là anh sẽ tìm thấy cô ấy. Đéo gì. Silent.
Why? Có vẻ như em biết rõ anh đấy. Anh sợ cái gì nào? Một là anh đã chết và bây giờ anh lại đang chết đây. Vui chưa? Anh chỉ có một mình. Anh có một người bạn thân nhưng mà anh đã đi rồi. Won't have anyone by my side. Everything you need, you already carry inside you. Tất cả những gì anh cần đã mang vào trong anh rồi. What happened to becoming the best in all of night? Đấy chỉ là điều ảo tưởng thôi. I really wanted that. But then all this shit happened. Seems like I was living in a dreamland. I just want the world to know that I was here. Sau khi tất cả những cái chuyện này xảy ra thì anh nghĩ là mình đang sống ở trong mơ thôi. You're living a nightmare. Anh vì giấc mơ thì anh đang sống ở trong cơn ác mộng. Anh sợ hãi bị xóa sổ khỏi cái sự tồn tại này. Hoặc là sợ trở thành một người khác. The people I've lost live on in my thoughts. And that's what I'll be. A memory. Or just an annoying little voice in someone else's head. You don't see death as destruction. The end. But as a change, that thought alone anh nhìn could nhận save cái chết life. Không phải là sự phá hủy mà là sự thay đổi. Silent. Why? Anh sợ những điều không biết. Sợ chết một lần nữa. Anh sợ là cuộc sống sẽ như nào. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống như sẽ như thế nào khi mà trở thành một người khác. I'm afraid of becoming someone else. Forgetting mình là ai. You're already becoming someone else. Anh đã trở thành người khác rồi. Every second of every day. Still, hàng giây, hàng ngày. A connection between who I was and who I'm turning into. What you really fear is becoming someone you don't recognize in the least. Cái anh sợ là trở thành một người mà anh không nhận ra. Vậy thì bây giờ thì sao? So what now? Bây giờ anh sẽ tìm ra anh cần điều gì. You're gonna tell me. Đó là gì? Em nói cho anh chứ. From anything in your life. Even when you maybe should have. You go through Night City knowing a stray bullet could end you while hailing a cab. But that's never stopped you from taking action. Mình có thể ăn đạn lúc nào nhưng mà nó điều đấy nó không thể là ngăn mình hành động được. But how do I keep up with everything that's changing? You have been keeping up. You've made an impact. Not a single thing in this world isn't in the process of becoming. Anh em có tưởng tượng ra là thằng lúc này là Johnny nó đang đứng ở một góc nó nhìn cái cảnh này không? Bây giờ nhìn lại, nếu anh cần phải giết thì hãy giết. Nếu như anh cần phải đốt cháy đến tận mặt đất thì hãy để cho nó cháy. Cảm ơn em, anh sẽ làm điều cần thiết. For all this. Jeez. Don't even feel like getting up. Few do. But everything has its end. Samurai. What's going on? My good goddamn thing threw me out. Need to talk to you. Talk? You pulled the emergency brake, ripped me out just to talk? What happened? I do something wrong? Vừa rồi là em này bị làm sao vậy? Shit like that happens around here way more often than anybody care to admit. You ought to ask Tom. Two of them were inseparable, gossiping for hours on end. Khách hàng đã tấn công cô ấy. I guess. I don't know. Tôi đoán vậy, tôi không real biết. Mess that was. Security barged in, handled it. Things went silent. Cảnh vệ đã đến giải quyết và mọi chuyện đã yên tĩnh trở lại. Better off not seeing, not hearing, keeping your head down. Where did it happen? Chuyện xảy ra ở chỗ nào? Her booth. Ở buồng của cô ấy. She was with a client. Gonna just stand there or tell me a number. 11. Số 11. This booth occupied now? Nah. I think it's been out of order since
Need to get inside that booth somehow. Vào trong đó, yeah, bằng cách nào đó. And do what? None of your biz. Can you open it or not? Sure. Just don't bother me again. Ever. Talk to Tom. Thế Tom là ai? Who's Tom? A doll, like the rest of us. What do you think? An XPD star? Where will I find him? VIP area. Booth 2. Thằng Tom đấy nó ở khu VIP ở cái buồng 2. Không, tôi sẽ phải vào khu của em Evelyn trước. Có hai lựa chọn mà, tôi sẽ đột nhập vào khu của em Evelyn trước. Let's take a look, shall we? Blood. Fresh. Máu tươi vẫn còn. But it's a wound rather than a kill. Bị thương nhưng không phải là bị giết. Ôi. Tiếc quá, Evelyn lại đi làm những cái việc này. Tưởng là mỗi cái thằng kia là xong rồi, hóa ra là. Tôi nói thật với anh em chứ cái này mà tôi không để sensor là nó sao ấy. Sao đấy? Anh mày bị làm sao vậy? Bị khống chế à? Sao lại ngồi bệnh ra này? Well, client wasn't the one who flew off the handle. Something bitter. Hình như là có thằng vào túm em ấy đi thì phải. Khách kia nó chạy rồi. What do you think? Cyberpsychosis? Sounds crazy, but she could have been remotely hacked. Như em này bị hack, bị hack. Hôm nay chơi đến đây thôi anh em ạ. Hôm sau thì tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu xem là em Evelyn kia bị làm sao. Có vẻ như em Evelyn bị nó hack và điều khiển từ xa. Hẹn gặp lại anh em ở những buổi livestream tiếp theo và những tập tiếp theo của cái Cyberpunk này nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.